Chào mừng mọi người đã đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Cuộc sống mà, có lúc vui thì sẽ có lúc buồn. Những khi buồn á, thì bạn sẽ làm gì để vượt qua những cái sự tiêu cực của bản thân? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về một vài cách tiêu từ tâm thức bên trong bạn cho đến những cái yếu tố bên ngoài có thể giúp bạn xoay sở những khi bạn tiêu cực nha. Trước khi đi tiếp với video của mình thì sẽ là như mọi lần, sẽ là không liên quan nhưng mà cũng rất là liên quan luôn. Đó là nếu mà các bạn cảm thấy thích video của mình á, thì đừng quên hãy like, share, nhất là đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này thì mình không thể ép mọi người được, mình chỉ nhắc sợ trường hợp mọi người quên thôi đó. Mọi người biết là sống với hầu hết các cảm xúc khác, tiêu cực là một phần phải có của cuộc sống. Bạn hiểu điều đó trước khi đã, đừng có lúc nào cũng gượng ép bản thân mình phải thật là tích cực. Tiêu cực á, cũng là một cách để cơ thể bạn phản ứng, kêu gọi bạn chủ thể hành động để mà thay đổi. Quan trọng không phải là có bao nhiêu thứ khiến bạn tiêu cực, mà bạn sẽ đối mặt với những cái tiêu cực đó như thế nào cơ. Tiêu cực á, thì ai cũng có cả. Nhưng mà nếu mà tới một cái mức độ bệnh lý nào đó thì tốt hơn hết vẫn là nhờ sự hỗ trợ của các vị bác sĩ chuyên gia nha. Và đây là những cái cách chiêm nghiệm của riêng bản thân mình. Có thể á, các bạn sẽ phù hợp với cách này. Có bạn á, thì không có thích cách này thì cũng không sao. Nghe từ nhiều góc độ của nhiều người khác nhau á, thì có thể giúp bạn phong phú thêm kinh nghiệm đối phó với những cơn tiêu cực cho bản thân đó. Ta hãy đi từ cái tâm thức bên trong ra đến những cái yếu tố bên ngoài nha. Người ta thường nói cái câu á, là gương mặt thì đen, gương đèn thì sáng. Bạn khó mà có thể có suy nghĩ tích cực khi mà xung quanh bạn toàn những người tiêu cực, phải không? Nhưng mà trước khi á, ùa vào một cái đám đông nói chung hoặc là một cái nhóm người có suy nghĩ tích cực nói riêng á, thì bạn đã hiểu rõ suy nghĩ của chính bản thân bạn chưa? Hãy cho bản thân một tí không gian riêng để làm rõ suy nghĩ của chính bản thân mình nha. Sở dĩ mình nói như vậy á, là vì khi mà xung quanh bạn á, không có nhất thiết phải là một đám đông tiêu cực nữa, mà một nhóm người cùng thể hiện suy nghĩ của bản thân họ, cùng lên tiếng á, thì dòng suy nghĩ trong con người bạn á, sẽ bị đứt khúc. Bạn không thể tự trò chuyện với bản thân mình, từ đó chuyển đến việc là bạn không đã hiểu bản thân bạn, hòa tan vào đám đông chứ không còn là hòa hợp nữa. Và bản chất suy nghĩ thực sự của một người á, là điều ta khó mà biết được. Cũng giống như việc mình ngồi trò chuyện với mọi người đi, thì mình đâu thể biết được suy nghĩ của các bạn khi mà xem clip của mình là gì đâu, phải không nào? Thì một người á, có thể cười nói như vậy, nhưng mà chưa chắc họ đã tích cực, họ đã muốn tốt cho bạn. Nên quan trọng á, là làm như thế nào cũng hãy làm rõ dòng suy nghĩ của bản thân bạn trước, ý thức được việc bạn thực sự muốn cái gì trước, trước khi hòa nhập vào một cái đám đông nha. Điều thứ hai á, là hãy nghĩ thoáng hơn đi. Suy cho cùng á, những điều khiến ta tiêu cực á, đại đa số đến từ việc đem bản thân mình đi so sánh với người khác. Người này giỏi hơn ta ở điều này, người kia hơn ta ở khoảng kia. Những lúc như vậy á, thì mình sẽ nói với bản thân, mặc kệ đi. Mình thì cũng có một tí gọi là tiêu cực trong những lúc như vậy. Nhưng mà sau đó á, thì mình học cách nghĩ thoáng hơn, không tự gom mụn phiền vào người như vậy. Một điều nhan nhản trong kênh của mình mà mình vẫn thường hay nói luôn á, đó là hãy dàn những mối quan hệ của bạn theo hàng ngang. Không ai lấn át con đường phía trước của bạn cả. Họ đi con đường của họ, bạn đi con đường của bạn. Nếu mà có thời gian tiêu cực á, thì hãy dùng cái khoảng thời gian đó mà tự phát triển bản thân bạn đi. Họ thì có nét đặc biệt của họ, bạn thì cũng có nét riêng của bạn mà. Tiếp theo á, thì hãy đến với những cái yếu tố bên ngoài. Yếu tố bên ngoài á, thì có rất là nhiều cách. Mình tin là mỗi người sẽ có một cái cách riêng của mình, một cái cách mà bạn thường làm để giải tỏa những cái cảm xúc tiêu cực của bản thân. Nhưng mà mình vẫn hy vọng những cái cách đó là những cái cách tích cực nha. Ở đây á, thì mình sẽ gợi ý cho mọi người xương xương vài cách bên ngoài mà mình vẫn thường thực hiện khi mà mình đối phó với những điều tiêu cực nha. Như mình đã nói ở trên á, thì đầu tiên, việc đầu tiên mà mình làm á, là mình sẽ tách bản thân mình ra khỏi những cái mối quan hệ độc hại. Không cần phải đợi tới những cái lúc tiêu cực nữa. Khi mà bạn ở trong một cái mối quan hệ độc hại rồi á, thì phần lớn thời gian của bạn sẽ đều cảm thấy tiêu cực hết á. Điều thứ hai á, là mình sẽ tìm đến những người mang lại sự tích cực cho bản thân mình. Những người mang lại cho mình cảm giác thoải mái khi ở bên nè. Những người có ý chí, nỗ lực để mà từ đó có thể truyền lại nguồn động lực cho bản thân mình nữa. Điều thứ ba á, là ngủ đủ giấc. Một điều mà gần đây mình vừa mới thêm vào danh sách những điều mà mình nên làm những cái tiêu cực thôi. Đó là ngủ đủ giấc 7 đến 9 tiếng một ngày. Biết là nhiều khi á, buồn quá thì khó mà ngủ được, nhưng mà mình sẽ ráng mà ngủ. Vì mình biết được tầm quan trọng của giấc ngủ đủ. Để mình dẫn chứng cho mọi người coi. Giấc ngủ là một cách trị liệu đó mọi người. Không hẳn á, là thời gian chữa lành mọi thứ, mà nên bổ sung á, là thời gian của giấc ngủ chữa lành mọi thứ. Kết quả chụp MRI khi ngủ cho thấy á, sự sụt lạnh đáng kể của hạch hạnh nhân.
trung tâm cảm xúc của bộ não, nơi tạo ra cảm giác đau buồn. Có những vùng thuộc bộ não của bạn có nhiệm vụ là đọc và giải mã cảm xúc sẽ được tái hồi chỉnh vào ban đêm. Đó là lý do sau một giấc ngủ sâu, đủ giấc thì khi mà tỉnh dậy, nhiều khi bạn chẳng còn nhớ là hôm qua mình đã buồn về chuyện gì nữa. Giống như khi mà chia tay một mối tình đi, thì bạn đau khổ quằn quại ngày này qua tháng khác. Nhưng rồi bỗng một hôm khi mà thức dậy á, bạn chẳng còn nhớ, bạn chẳng còn cái cảm xúc đau buồn gì cả. Không phải tự nhiên đâu. Đó là do giấc ngủ của bạn luôn cố gắng trị liệu cho bạn đó. Đi tiếp theo á, đó là đi tắm. Một cái nghiên cứu năm 2008 cho thấy rằng khi mà tắm nước lạnh sẽ làm tăng endorphin, một cái hormone tạo ra sự dễ chịu trong bộ não của bạn. Endorphin cũng đã làm dịu cái triệu chứng trầm cảm và lo âu. Khi mà tắm nước lạnh á, mình có cơ hội để bản thân mình thả lỏng, ngẫm nghĩ lên những chuyện đã qua, đóng một bộ phim buồn rười rượi dưới vòi hoa sen á, để rồi khi mà tắt nước á, là mình cảm thấy đỡ hơn liền. Nhưng mà tùy vào mùa mà kinh chỉnh sao cho lượng nước lạnh vừa phải, mất công làm bản thân mạng bệnh đó. Tắm nước lạnh thường xuyên á, thì có thể giảm bớt các triệu chứng lo âu theo thời gian. Tuy nhiên nó không thể thay thế cho những đánh giá của những vị chuyên gia trong trường hợp á, mà những cái căng thẳng lo lắng kéo dài nha. Để tiếp theo á, là tránh xa mạng xã hội. Mình thấy á, là mạng xã hội có rất là nhiều thứ phức tạp luôn. Người ta thường nói á, là đánh lưỡi 7 lần trước khi nói. Nhưng mà ở trên mạng xã hội á, thì bạn không có cần phải làm như vậy. Bạn có thể tự do ngôn luận mà không sợ người khác nhận ra mặt mũi của bạn. Và chính vì như vậy á, mà nhiều người sẵn sàng nã rất là nhiều câu độc địa vào người khác. Trên mạng á, thì không có đúng sai thật sự. Ai đông thì người đó áp đảo, vân vân. Cho nên á, vào những cái lúc mà mình dễ bị tổn thương á, những cái lúc tiêu cực á, thì mình thường sẽ lock out những cái account trên mạng xã hội đi. Tập trung trau dồi bản thân, chủ động tìm kiếm một nơi bình yên cho bản thân. Điều tiếp theo á, mà mình thực hiện á, đó là đi ra ngoài. Mình thực sự rất là thích đi ra ngoài nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Ngoài là một xíu là có thể khi mà bạn xem được cái vlog này á, có thể đã vào một cái khoảng thời gian khác. Còn cái khoảng thời gian mà khi mà mình đang thực hiện cái vlog này nè, là thành phố nơi mình đang ở là đang thực hiện giãn cách xã hội. Không ra ngoài thì mà không thực sự cần thiết. Ra ngoài là bay ngay 2 triệu và có nguy cơ nhiễm bệnh nữa. Quay trở lại chuyện chính á, là khi mà mình ra ngoài á, thì mình có cơ hội nhìn ngắm quang cảnh xung quanh nè. Thay vì chỉ bốn góc tường trong nhà, mình có cơ hội nhìn thấy nụ cười của những người xung quanh, rồi nhìn thấy bầu trời xanh. Bỗng có một cái cảm giác yêu đời đến lạ. Những cái cảm giác tiêu cực á, cũng tan biến đi luôn. Và đó là những cái cách trong có, ngoài có mà mình đã, đang và sẽ áp dụng những khi mà mình đối mặt với những điều tiêu cực. Hy vọng là sẽ giúp được các bạn nha. Clip của mình tới đây là đủ dài rồi. Mong rằng các bạn sẽ thích video này của mình nha. Và nếu mà thích thì hãy share những chiếc video này để mình có cơ hội tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IC của mình là Kansiki. Mình vẫn luôn cập nhật cuộc sống thường nhật của mình trên đó. Bạn cũng có thể comment trực tiếp chủ đề mà bạn muốn mình thực hiện, cũng như là suy nghĩ của bạn sau khi xem hết clip của mình. Mình sẽ note lại và mình rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và xem hết video của mình nha. Giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.